nồng xuân tư dân kính đi mong phước ân ngàn ánh sao như cùng nhau đua chào nơi cõi thiên cung đình đang thân bừng ôi lòng con vui mừng à quý hầu mùa nghe đường qua cung đàn làm vui ngày mai trần sai như non mộng tiếng đông ơi chơi chơi như trong mơ mẫu dằn cơn thịnh nộ hãy cho tôi xin tội cả hai truyền xuống nơi trần thế chịu đọa đày chờ mãn hạn sẽ trở về tiên cảnh nể lời thái thượng hoàng tôi bằng lòng tháng ngủ lôi riêng ngọc nữ lạ lơi nặng tội ta phán cho người xuống dưới trần gian nan ngọc nữ xuống trần gian nhớ sầm hương thân thể không còn nhớ những gì nơi tiên cảnh xin tuân lệnh bẩm ngài, chúng tôi đã được dạng dặm đến đây tròn vuông ứng.
vì nghe tiếng giang đồn tam hoàng tử đức tài cao, chứ đâu phải phường liễu ngõ qua đào. Xin đừng có ý nghĩ cột tìm trâu trao duyên nợ. Dạ không dám, mời các nàng vào gặp Đông Cung. Mời các nàng vào trước. Là công chúa Sở Ban, tên gọi Ngọc Lan, xin kính lễ tam hoàng tử. Xin đá tạ công nương, tên Ngọc Lan. Ồ, đẹp quá. Thiếp dám đâu khoe sắc với tam hoàng, là người đức độ nghiêm cang. Đã từng làm sao duyên kết hồng nhan, cầm ước tơ loan. Những chuyện hôn nhân phải do đôi đàn đẹp già, chứ không thể nhìn nhau xa lạ. Không thể nên tình bằng hộ đôi môn đăng, mà phải là do ý nguyện tơ hồng. Tiếp dẫn thằng mong ngọc tú cung thèm, Loan phụng hòa minh thêm nồng duyên thâm. Công nương xin tôi nhìn ngắm cảm tình, nhưng chỉ là tình thâm giao tri kỷ. Tiếp chẳng muốn nghe những câu vui đùa vô lý, đó không phải là lời nói ngoài môi, mà chính là sự thật ở lòng tôi. Để thật là khó hiểu, Sở công nương nhan sắc phi thường mà còn do dự kiến chi. Riêng tôi nhìn ngắm cũng phải mê, sao tam hoàng tử lại nói lời lạnh nhạt? Tam đệ ơi, U Dương đã mỏi mệt nơi cung cát, thế mà đệ chưa chọn được vợ hiền. Bài tuyển thê sực sở thêm phiền, cả triều nội phải đảo điên vì đệ. Kinh bẩm nhị huynh, không yêu mến làm sao hòa tơ thắm, chẳng luyên thương không sai đắm men hương. Tâu phụ vương xin hãy hiểu cho con, hôn ước sẽ không tròn, đành phụ lòng vua cha thêm đau buồn xót xa. Rộng mở tình thương cho con trẻ chối từ, con cam phận của mình phải u hoài cô đơn. Tam hoàng con tâm ý ra sao, Sở công nương sắc lịch qua đào, con lại nở giả nào không nghĩ qua tơ loan. Dạ, tại em còn khó tanh nghiêm trang, chờ tiên nương thương giới xây tình, hay là ngọc nữ cung đình mới thoáng lòng ước mơ. Ôi chán ơi là chán, giữa triều nghi tôn hao nhiều buổi lễ chẳng xa gì, rồi tai tiếng sẽ lan tràn, tam hoàng kiêu căng nông nổi. Số cuộc
Dạ, thế mà chư công nương về lại dịch bình, đắm truyền lo phí tổn cho các tiểu thơ và chư công nương lân quốc. Không cần, tấu Minh Dương và Hoàng hậu, chúng tôi sang dự lễ tuyển thê là mong tròn hôn ước. Vì nghe tam hoàng tài đức song toàn, có ngờ đâu sự thật phũ phàng, nơi điện chánh không ai được vào mắt ngọc, vô phần đành cam chịu. Chúng tôi về không cần chi phí hoàng gia, xin kêu biệt. Xin tôi muốn nhắc nhở tam hoàng, nếu chê chúng tôi không xứng giao quà mà chọn người khác tầm thường, thì chớ trách tại sao càng qua độ biến nhá. Công nương ơi, xin đừng nóng giận, hãy về dịch đình chờ tôi đến bài phân. Chúng tôi sẽ giúp cho công chúa trọn châu trần, vì tam hoàng tử cũng để ý nàng lắm đó. Thế à? Vậy thì ta chờ hai nàng đem hỷ tin. Tấu Minh Dương, bạc phước vô phần tôi đành chịu, nhưng xin cho tôi lưu lại dịch đình vì muốn xem cảnh đẹp minh băng. Tôi sẽ tâu cùng dương phụ vào lân thần sĩ. Thật cảm nghĩa bấy lời vàng công chúa, không giận hờn còn có ý kết thân. Trẫm sẽ cho trang hoàng cung điện ở phía nam, mời công chúa tọa án nơi nghỉ. Này nhất nhị vương phi, dạ, hai con ấy chọn cung phi mỹ nữ luôn hầu hạ phục dịch cho công nương. Đa tạ lòng chiếu cố của Minh Dương, thiếp xin lui lại dịch đình chờ đợi. Tám quan chết ra đi thôi, à cháu tử à, bất nghiêm à, ta phải cam phiền cùng lân à, ban tham ân cứu mang đành thả theo dòng à. Tâu xin thiên tử anh minh lòng gian ban không thôi, có nên châu trần cầu quân vương ý si bao đành tâm dứt à, lìa tình cha con. Em con nông nỗi chiêu căng làm phiền vua cha, xin tha phen này con sẽ có lời khuyên tam quang. Cầu mong chán ghi ba con hiền và mẹ thương các con, thầm tình tự luyến lòng nào đành lìa xa nhau. Nghe tất cả ta bằng lòng tha tội, nhưng kỳ hạn cho tam hoàng đúng một năm, phải chọn được vợ hiền. Vì nhất nghiệp vương phi chẳng sanh con lòng cha mẹ ưu phiền, nếu con hòa hôn phối, ta sẽ tâu phong cho vợ con là vương phi nhất phẩm. Còn qua một năm vẫn phòng không kiếp bóng, thì chớ trách ta sao quan nghiêm khắc với con. Cẩm bãi chầu tất cả về án nghỉ. Vạn tuế phụ hoàng. Ta có một điều thắc mắc, tại sao vương phi cùng nhị muội lại lưu giữ công chúa Sở Ban? Trái duyên tình nàng nổi giận kinh hoàng, còn mời ở lại e sau này mang quà. Rõ ràng là tri nhất bất tri nhị, biết một mà không biết hai. Chàng nghe thiếp phân bài nè. Công chúa Sở Ban là trang thiên hương quốc sắc, lại là dòng kim chi của một nữ hùng à, cương thổ tùy nhiêu à, chưa thấy tan hoàng công chúa đã yêu, khi nào tiếp chi ngắm lửa son trà. Son vàng ta đâu thua kém, mình quất dây lần bàn cùng vào hàng.
thì cần phải lấy lòng công chúa mà chỉ sợ nàng để giả kinh thi. Chàng ơi, minh quốc của chúng ta còn kém xa Sở quốc, ruộng lúa phì nhiêu thêm binh tướng hùng cường. Nếu làm mai dông cho đôi lứa diễn trang thường, ta sẽ đòi phẩm vật nửa gian sang Sở quốc. Nếu như minh quốc nhất hoàng vinh thay phụ hoàng ngự trị, thì nửa gian sang Sở quốc của chồng em. Chừng đó Sở và Minh liên kết tâm đồng, bốn chúng ta nơi cung rồng vui phú quý. Không ngờ vợ tôi tài giỏi quá. Tai mới nghe sao lòng vui tưng tưng. Ơi hoàng tưng, anh nghĩ sao phân bài em gió mưu đồ cao. Kẻ hiền thế với em bài mưu, sau này ta nắm ngôi hoàng gia quý không hề quên đâu. Của Dương Phi ngày nay mưu tay thân, đâu có chỉ cho lòng thương lo nên tâm cùng lo. Khi em dính chơi trong chung hương ngôi hiền to, phụ vương là vua thiết ngôi hoàng nương, ta cùng chung để trang chịu thương. Mang mau tìm công chúa bái tam con đường chưa ta cùng đi. Điều chi? Dạ, có nhất nhị hoàng và Dương Phi đến viếng. Vậy à, hãy mời vào và hãy lo trà nước nha. Dạ, kính lễ công nương. Chúc mừng an hảo. Kìa, đừng khách sáo, ta mời tất cả hãy ngồi rồi cùng nhau trò chuyện. Cung nữ, ta bãi hậu nha. Này, các vị, ta đang trong chờ thì các vị đã đến đây rồi. Bẩm công chúa, giữa điện Kim Loan chúng tôi đang nhìn thấy rõ ràng. Thật sự tam hoàng em tôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tánh của tam hoàng là như thế, nhìn cặp mắt là tôi đã biết rồi. Nếu không yêu ai, ít khi nào mở lời trò chuyện. Vì nhận xét như thế nên thiếp mới lưu công chúa ở lại triều Minh. Thế nào rồi đôi bên cũng tấn tình hòa hợp. Riêng tôi tam hoàng cũng sang đến cung tôi để nhờ tôi bắt nhịp cầu cho ngưu lang chức nền. Vậy à, ta nghe các người nói lòng của tôi như là hoa nở. Nhưng tôi nhớ lại lời lẽ của tam hoàng, tôi rất là ngại ngùng. Tôi chỉ sợ cho Loan Phượng khó chung cùng khi tôi đã khắc hình bóng chàng vào tâm tưởng. Vì thế nếu ai thông ước chi mai cùng chung hướng thì sao công chúa? Sao không ước hoàng
Bẩm công nương, nàng sang đây có ai theo tính cẩn? Ta có một tên hầu cận rất trung thành. Dạ, dạ xin công nương cho tôi vô lễ. Được, người cứ tự nhiên. Diệu kế. Nếu được như thế, chúng tôi sẽ giúp cho sắc cầm minh sở chung đôi. Lời cam đoan đâu phải chỉ suông thôi. Ký bút mực thì tôi mới tin dạ. Ký bút mực à? Thôi được. Tờ cam đoan sẽ chia làm hai mảnh. Nếu tờ hồng tròn, tôi hứa sẽ giữ lời vàng. Ngày tân hôn công chúa với Tam Hoàng thì bốn người sẽ có nửa giao sang sở. Nhìn lầu son buồn đời thêm heo son sáng mơ màng cung hoàng ngơ ngẩn thương bấy vua cha mẫu thân âu sầu lửa hương chẳng hòa nhau thêm chua xót lòng đau cầu mong cùng thiên cao giùm sẽ ân tròn câu Tam Hoàng nàng là ai thước tha quyền truyền hoang trong giường bướm luyện đào cùng chàng có mối tiền duyên đã cùng nhau thề chung bên thuyền không xa tóc tơ giao hòa những ma dương quang tình nghĩa dân dương
hoàng văn. Trong giấc mơ tiên làm sao luyến lưu vào kề hương nồng. Vì nghĩa hôm nay cho mình đoàn viên, hai vững tâm giữ tim chung tình, đốt hoa cùng đình lướt trong gai xây đời tương lai. Ta đã quyết tâm cứ xe tơ đàn, tròn lời thương không hề thay đổi. Chớ xa tam hoàng bỏ ta sao hỡi nàng tiên yêu. Xây giữa em chờ để đuôi ta khói đầm cô yêu. Ta trình tâu phụ hoàng, hoàng nương phối duyên. Nhiếp sinh chờ sẽ cùng tương. Nàng tiên, nàng tiên. Dạ, dạ bẩm tam hoàng, ngài u sầu mới tựa cẩm đôn an nghỉ, chẳng hay trong cơn mơ ứng mộng dữ lành mà tam hoàng tử lại giật mình kinh hãi. Nội gián, ta thấy một nàng tiên kiều diễm, dáng thước tha ẩn hiện chốn rễ dưa, nhưng vừa mở mắt bỗng nhiên nàng mất dạng. Dạ tam hoàng tử thấy nàng tiên sao em nghe ngài kêu tên nàng Út? Đúng, nàng tiên là nàng Út. Dạ thấy tam hoàng buồn bực, em rối trí cũng không vui, nên vội bước ra ngoài tìm cách giúp tam hoàng tử giải khuây. Bỗng nhiên em gặp một người con gái tên là nàng Út. Dạ, nàng Út muốn vào cung vàng gặp mặt tam hoàng. Sao? Nàng Út à? Dạ. Nàng Út muốn gặp ta. Nàng đã đến tìm ta, ôi hạnh phúc cho ta vô cùng. Nội giám, hãy đưa nàng vào cùng ta hội ngộ. Mà khoan, khoan đã, hay là để ta ra đón rước nàng tiên? Dạ. Dạ khoan khoan, dạ ngài chớ vội đi, vì nàng cũng đang vào cung đó. Đó đó kìa, đó nàng, nàng đang đi đó. Dạ dạ, đó chính nàng đó. Kìa, nàng Út, người thương trong mộng của ta, ta yêu nàng lắm, hãy đến gần ta hỡi nàng tiên kiều diễm. Dạ, em không có dám đâu, nhà thôi tam hoàng đừng có làm em sợ. Sợ? Dạ. Ta dạ. Cho ngươi sợ, cả gan thay cho hai nội giám phạm thượng vô tâm hiếp vũ tam hoàng. Trực điện quân đem cả hai tiêu đầu răng trị. Dạ khoan, xin tam hoàng đừng dội xuống tay cho hai kẻ xảo ngay giải bài sau trước. Ôi ông xê quan bên đi quay, ông nói không có linh đâu, ông để tôi nè, tôi nói mới linh nè. Đây nè, bắt đầu nè, nghe nè. Nhìn tam hoàng viên ngọc ủ ê nên mới bài mưu chứ, mong giúp ngài quên chuyện bị thương vì hôn ước không tròn. Thầy vui thời tớ mới vui, thầy buồn tớ cùng tuổi theo đường buồn. Có ngờ đâu ăn luồng câu phạm thượng lỡ dạy một lần, dòng thương biển trời thả. Lại ngài xin hãy bỏ qua, tha con khỏi phải làm ma không đầu. Tại ông đưa lôi mắt cầu, thôi đừng cãi nữa nên lo chầu diêm vương. Ta thấy hai người hèn nhát mà lại quá to gan. Dạ, dạ thưa tam hoàng, dạ xin tam hoàng thứ lỗi. Dạ tại cái ông lùng thiếu thước tất đó nè, ông lùng đó đó. Tại gì con anh á, vậy tại cha đâu sờ mình nè. Dạ suối con làm đi, con đâu có muốn làm đâu tam hoàng. Hồi nín đi, đừng cãi nữa. Nếu các ngươi muốn đối công chuộc tội, hãy mau kiếm theo ta vào canh xem qua. Dạ đội ơn thần nguyện nghe theo, thương tình tha mạng ngân vàng sâu đậm. Xin nguyện bảo vệ ngài, ta lên đường ngay bây giờ. Đội giám, dạ, hãy cùng ta mau kiếp lên đàn. Dạ. Mời tam hoàng đi trước, em lội bộ theo sau. Em cũng vậy nữa, hai em đi theo anh.
nhìn xem có thấy thích nơi là thích. Bởi bài thiên nhiên núi xanh non ngàn ta luyến lưu mơ màng. Muôn màu hoa thắm đang nở đua chán thua cùng hằng ngà. Đang làm sai đắm lòng ta mây bay lơ lửng trời xanh gió đưa êm đềm. Đi tìm xem nơi nào ta ngồi dưới bóng cây chờ à. Xin ngài chờ em mà tìm nước dừng à, cho ngài dừng. Mau đi, mau đi. Dạ, tuân lệnh. Đi. Đây. Anh ơi, tôi thay hoàng tử khát nước, tôi hứa bừa hứa ẩu. Nơi đây là rừng quan, biết nước ở đâu mà kiếm. Dạ, không biết cậu tìm nước hả? Ừ. Thì cầu trời mưa. Cái gì? Cầu trời mưa hả? Ừ. Cậu đâu? Thì trời không mưa, ta cố lại trời mưa. Thôi, đừng có vô duyên, quả thật là đồ điên. Tam hoàng khát nước, chỉ cần miếng nước. Ông bảo tôi cầu mưa, mưa xuống sập nhà. Bà con đánh ta té lồi mở xa là con 33. Ủa gì vậy? Gì sao vậy? Tự nhiên con 33 cổng cha. Quên quên, lộn, lẹo miệng. Trời ơi, bây giờ tôi nói nghe nè. Thôi bây giờ không mấy anh tìm cái dòng sông hay là rạch nhỏ suối sâu gì cũng được. Không được, không được đâu. Trời ơi, rừng thiên nước độc. Ông uống vào tầm 7 tầm 3, ông sình bụng. Tôi với ông mang quà đó. Vậy thì bây giờ tôi với ông đi tìm nè. Tìm xem có nhà cửa ai ở gần đây không. Đi nè, đi. Rồi đi tìm. Ông góc kia, tôi góc này. Rồi. Ông ơi, trời ơi, ông ơi, có rồi, có rồi. Gì, gì, ôi trời, nhà hết hồn hết vía hết trơn trời à. Đâu có ai, có cái gì. Trời ơi, ông trời ơi, ơi. Làm người ta hết hồn hết trơn. Không phải, tôi mừng quá, tôi gặp được, tôi mừng quá. Gặp gì, gặp gì. Trời ơi, ông ơi, giữa rừng quang mà lại có một rẫy dưa. Chính giữa có một cái ống tre xinh, thật là xinh. Trời ơi, dưa ngon quá ông ơi, chắc nước nhiều lắm. Cha này xạo quá, chưa ăn mà biết dưa ngon. Tôi dám chắc là dưa ngon. Không tin, ông ăn thử đi. Không dám ăn đâu. Trời ơi, dưa mọc giữa rừng, không có người ta mà không. Ê, coi chừng dưa quang nó ăn vào sình bụng đó cha. Tầm 7, tầm 7. Dưa gì mà dưa quang? Phải có người trồng mới có dưa chứ. Có người trồng? Đâu, đâu, ủa, sao tôi không thấy? Tại ông đuôi nè, 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 quên xin lỗi. Tại mắt ông không có lông nheo. Kìa, đã có nước chưa? Sao còn đứng đây mà bàn cãi gì đây? Dạ, bẩm hoàng tử, dạ, chúng tôi tìm mà không thấy nước, mà có một vườn dưa. Đâu? Ồ, trái dưa ngon quá. Như vậy nội giám bộ ra ngay. Dạ, dạ bẩm hoàng tử, dạ xin hoàng tử đừng dùng dội, em chỉ sợ là dưa quang. Nội giám không phải là dưa quang, mà vườn dưa này có chủ. Dạ, sao hoàng tử biết? Như vậy nội giám hãy nhìn kìa, thẳng lối, không cỏ dại đàn lan, chứng tỏ là có người chăm sóc đàng hoàng, trồng dưa khéo léo. Phải do tay của một người con gái xinh tươi, miệng cười như hoa nở, đã làm cho tim lòng ta rộng mở. Thôn nở quê mùa mà nhân hậu đảm đang, tường tận dung nhan ta rước nàng về. Trời ơi, gái đẹp làm gì ở chốn sừng quang, rủi gặp lão bà chắc tiếng ruột. Mở miệng ra nói càng nói bậy, hãy kiên cử dùm kẻo phải ngất thầy. Chắc tôi với ông xung khắc nơi này, chứ ai bảo ngài nói chuyện ông có hết. Ôi dạ, chưa đã ăn xong tiền bạc mau đền, hãy gọi chủ vườn cho biết họ biết tên. Xin tuân lệnh. Ai là chủ vườn dưa? Chúng tôi đang dưa xong, mau đến tính tiền. Ra bái chào tham hoàng tử và cho tường tên họ. Chủ vườn dưa là ai, là ai? Mau đến ta lấy tiền. Thôi tụi tôi đi à. Lạ thật, không biết tại sao đương nhiên
ta lại có một cảm giác lạ lùng rằng chủ vườn ẩn núp ở đâu đây. Thôi được, người ta không ra mặt thì thôi. Nhị vị nội giám, dạ, hãy chuẩn bị quay về vì trời đã xế bóng. Vâng, lệnh quan ơi. Quan quan, quan đi đã chứ ông ơi. Chậm chờ nghe tôi nói đi nè. Ông ơi giùm xót thương thân của tôi hàng chi. Ăn dưa thái lên trao tiền chớ đi ngang làm chi. Tôi trồng dưa bao tháng năm nhấp nhằn chờ duyên. Sao ông đành nhẫn tâm hãy cho tôi tiền dưa. Tiếng của ai kêu vang vang bên tai. Nội giám ơi hãy đến nơi đây. Ai quan than gì lạ thay. Giữa trời sắp lặng hướng tây, lại có tiếng người kêu kéo nơi đây. Ôi hay là ma quỷ sắp ăn thịt chúng mình. Ôi rừng quan ghê quá, mau về chốn điều bình. Tôi phải nào ma quỷ yêu tình, là chúa rừng chưa các ông chứ hãy kinh. Đúng rồi, ta đoán không chật. Tiếng vừa rồi là của chủ vườn dưa. Ôi trong trẻo lạ thường, khiến lòng ta lừa luyên dân vườn. Nhị vị nội giám, ma mời chủ vườn dưa đến gặp mặt ta. Dạ. Ai là chủ vườn dưa? Làm ơn bước ra đây cho hoàng tử tôi đền ơn đáp trả. Tôi đây nè. Ông ơi, tôi đây nè. Mà sao tôi... Ủa sao nghe tiếng mà không thấy hình? Trời ơi, nghe tiếng mà không thấy hình. Ông ơi, sao tôi có cảm giác ở cái rừng này có ma quá ơi. Ông nói bậy không à? Ma ngỏ cái gì không biết nữa. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh như tôi như vậy nè đó. Được, được, được. Trời ơi, đó, ông thấy không? Bình tĩnh không? Ông bình tĩnh mà sao ông run dữ vậy? Ai nói tôi run, tại nó tự nhiên chứ rồi. Trời ơi, ông ơi, tôi sợ quá ông ơi. Tôi nghĩ trong rừng này có ma dưa quá ông ơi. Tôi đang ở trước mặt hai ông nè. Trời ơi, ở trước mặt mà sao tôi không có thấy? Hai ông hãy tới gần đây sẽ gặp được tôi ngay. Ôi ơi, đây tới gần là sẽ gặp ha. Ê, ông đi đi, ông đi. Không được. Ông đi với tôi, đừng có bỏ tôi một mình. Tôi sợ lắm. Vậy thì ông theo tôi. Trời ơi, sao mà ông nhát gì dữ vậy? Không phải nhát mà tại vì tôi không mấy gì gan. Chào hai ông nội giám. Hả? Ông ơi à? Ông ơi ông. Gì? Bà ở đâu sao tôi không thấy hình thấy bóng gì hết trơn hết trọi vậy? Dạ thưa bà, chẳng hay bà ở đâu. Bà cho tôi thấy đi, bà đừng nhát tôi sợ quá. Hãy nhìn kỹ ống tre mới thấy được tôi. Ý, ông ơi, như vậy là không phải ma dưa đâu, mà có chừng ma tre. Đừng có nhìn tầm bậy, nhìn vô rủi rắn rít trong đó nó mổ đuôi mắt mình chết sao? Đâu bà ơi, bà ở chỗ nào đâu, bà chỉ giùm con đi bà ơi, đâu? Đây nè. Trời ơi, yêu quái. Cái gì vậy, đưa tôi coi coi. Trời ơi, kinh khủng quá, trời ơi. Xỉu. Nội giám à, nội giám ơi. Ủa, chuyện gì vậy? Nội giám, tại sao nội giám thế này? Vừa trông thấy tiện nữ, bỗng nhiên hai người sợ hãi. Nàng là ai? Ở đâu? Thiếp là chủ vườn dưa, thiếp đây nè. Ôi kinh hải tâm nơi tòng lâm, trong người di tương. Trời ơi thêm khiếp thay. Phải, tôi là người di tương xấu xa, nên tháng ngày qua ở lăng sang chan hòa cùng cây cò. Đêm tựa ống tre xanh ngày trồng dưa vàng, khó lộ thân sống cô đơn buồn cho phận số nhân hồng. Ngài là hoàng tử cao sang nơi các vườn lộ sông, tôi đâu dám đèo bóng người dương thường. Xin chớ vội khinh thường chế nhạo
cười chê, không dám ngẩng mặt lên làm trò hề cho thiên hạ. Ai bảo ông ăn dưa mà tiền kia không trả, tôi đành phải bước ra cho ông lái kinh hoàng. Thoáng nghe bao lời dịu dàng nội giám à. Nội giám ơi, như vậy nội giám đã tỉnh chưa? Dạ tỉnh rồi. Dạ dạ chúng thần đã tỉnh từ nãy giờ. Dạ nhờ thế mới tận tường chuyện lạ. Trời ơi, hoàng tử ơi là hoàng tử, hoàng tử chê các công nương không xứng đáng tình vàng đá, thật quả là già kén chẹn hôm. Chớ có nói xàm, mau về tận hoàng môn, nhớ hãy giữ kín chuyện, đừng để lộ chuyện này cho ai biết, rõ chưa? Dạ. Út ơi. Dạ. Thân bé nhỏ làm cách nào theo kịp? Tam hoàng ơi, hãy cho em vào tà áo của tam hoàng đi. Dạ, nếu thế thì hai tầng sẽ thường xuyên nhắc nhở kỹ càng. Chuyện gì? Rủi ngài hạ tay xuống thì thân bà xẹp lép. Tầm bậy, ông hãy cẩn ngôn, nói tầm bậy chết bây giờ. Út ơi, hãy theo ta mau. Nè, chung vài tà áo của ta, nếu có ngộp thở, phải la lên, ta sẽ quạt cho nàng. Dạ, xin tuân lệnh tam hoàng. Đó, tốt đó. Như vậy nội giám. Dạ. Mau mau kiếp băng ngàn về triều chánh. Dạ. Thần kiến công nương. Kìa, có chuyện gì mà hai ngày hơ hải thế? Bẩm công nương, tôi mới vừa nghe tin mật bao rằng tam hoàng tử Minh Trào đã chỗ được ngươi cầm sắp kết giao. Trời ơi, thật sự
suốt lâu cho phận số tư đầu. Nhưng chuyện hôn nhân vô cùng kỳ lạ, vợ của em tôi xấu tướng dị hình, chỉ bằng ngón tay thôi thật sức bực mình. Chắc yêu quỷ biến hình chứ nào phải người ta. Chàng nghe chuyện nơi đâu mà nói năng bậy bạ, bằng ngón tay thôi thua ga nghĩa châu trần. Không lẽ em của ông bà phước dư phần, gái đẹp không cần lại kiếm quỷ ta. Chuyện này ai nói ra hãy phân cho kỹ, không lẽ điều nghi dần nước suy tàn, nên mới có loài yêu nghiệp đến cung loan, và rối vàng sang cơ nghiệp minh trào. Đúng sự thật chẳng sai chứ nào ai nói vậy. Tam hoàng tử đã vào cung tâu chơi phụ hoàng, nhưng dầu nàng dâu bé nhỏ cơ hàng, cha đã tự tình định không nhất thẩm dương phi. Sao kim cương chẳng nghĩ suy mà phóng chức rồi, nhìn thấy dương phi tôi thêm thương tội. Còn đạo dâu con nào tu lầm lội, một sớm một chiều lại thua hạng dân quê. Đuổi ngộ xấu xa nhục nhã ê chề, quy cảnh kém thường hạ tiện lâm sa. Nếu là dương phi nhất phẩm minh hoàng, thì phải đủ đầy đức hạnh dương nhan. Dương phi nói đúng, chúng ta mau vào cung vạn thọ trình tấu phụ hoàng và mẫu hậu phản đối việc sắc phong. Xin hãy cho thi thố giữa bể rồng, ai thắng cuộc sẽ là dương phi nhất phẩm. Chàng nói đúng, kiếp sẽ tâu với phụ vương, nữ công ti tuyển, ai nấu ăn ngon mỗi chuyện sẽ nhường thua. Còn bất tài mau rời khỏi ngai vua, đừng mơ vọng tranh đua ngôi nhất phẩm. Chuyện gì mà chàng ú ê buồn bã vào cung đình hầu dương phủ và mẫu hậu? Chuyện ra sao? Hay là mẹ cha không kết hợp tư đào, lỡ duyên phận nên chàng ú xào thê thảm? Không đâu, chẳng những cha mẹ chấp thuận tình đôi lứa mà còn phong cho nàng nhất phẩm dương phi. Ý mẹ ơi, không đổi ơn trời Phật. Khoan, đừng mừng vội. Nhưng nhất nhị hoàng huynh và tẩu tẩu quỳ tâu, quyết phản đối gái quê mùa vào cung cát, còn đòi thí công hạnh đảm đang tuyệt tác, nấu khô lân chả phụng nem rồng. Trời ơi, phụ vương và mẫu hậu đã thuận lời tâu, ta chết điếng trong lòng. Út ơi, cái nồi cầm không nổi, làm sao mà nấu bếp? Trời ơi, như vậy là chết thiếp rồi. Lòng người quá gây ta tâm, qua bao tháng năm cam đành khổ thân hồng nhan, thân bé thêm xấu đâu làm sao cho tròn. Ôi tôi buồn duyên số nơi lầu son, thank you.
rồi, ta yêu nàng quý không hề phai. Hay là nên để em về quê, lắm chôn đời xấu xa nơi bần sáng đêm nay đôi mình tâm sự khiến cho lòng ta trĩu nặng tâm chân tình. Phải chăng duyên nợ ba xin nước nguyện chúng thiên đình? Tiếp tưởng tượng mình là kim đồng ngốc ngơ, bởi phạm tội tài trời nghiệp dữ phải đành mang. Thì cam chịu thương buồn cho dứt nở trái quan, khuyên nàng chớ bi than giữ thân vàng an hào. Sư mạng chẳng làm xong thà chết chung cho trọn đạo, đôi hồn sẽ bên nhau trao mộng ước ban đầu. Chàng ơi sao duyên tình mơ, nàng ơi ta hứa không phai. Trong tâm mà sao vẫn luôn lo sợ, người thương em lo lắng điều chi? Ngàn năm tuyết chi rằng gươm đao kề không thể rời xa. Khuya soi rồi mơ màng, theo ta vào nghỉ hơi nàng út thương. Chàng nên dỗ giấc đêm trường, thiếp cần yên tĩnh tìm phương giải nàng. Trời đất ơi, giải cái gì mà giải? Thân thể của nàng vừa vào đến bếp ấy, thì lửa đã táp rồi, làm sao nấu nướng mà giải không biết nữa. Thôi đi, nãy giờ cứ trêu xấu tiếp hoài à, tiếp không chịu đâu. Thôi thôi, cho ta xin lỗi, cho ta xin lỗi đó. Nè, biểu coi, lại bước lên tay ta, cho ta ngắm chút rồi ta đi nghỉ được không? Dạ được. Thấy thương quá à. Nè, ở ngoài này đi đứng cẩn thận, chớ cứ bước ra khỏi phòng, người ta không thấy người ta đạp lên cái là chết đó nghe không? Chuyện gì thế nàng út?
hãy cùng ta vào thọ tội với phụ vương và mẫu hậu. Tam hoàng ơi, chẳng những chúng ta không mắc tội mà còn có được một mâm cơm chả phụng nem sầm, kiếp khổ đau cầu cứu giữa hư không, nên tiên nữ xót thương cho Ngọc Kim Kỳ giải nạn. Thật vậy hả nàng? Đó, Ngọc Kim Kỳ đang người lớn ánh sáng, chàng hãy vào giữa sân rồng cầu nguyện cõi tiên, rồi đặt ngọc tốt nấu cơm nguyện đèn trình tu dương phủ ngẫu đường, tại ương thoát nạn mười phương chứng lòng. Thật vui mừng tuôn chảy lệ hồng, cảm thương nàng số phận long đông, yêu chồng gian khổ đắng cay chung đồng. Mà ai số hiểm không tình nhân nghĩa, riêng chúng mình vẫn giữ hạnh nhai, chàng hãy vào bể kim kim dài. Tả tường người đẹp tí teo ta đi liền. Hôm nay là ngày thi công dung ngôn hạnh, các con đã sẵn sàng vào cuộc rồi chưa? Tâu phụ vương mẫu hậu đã xong rồi. Còn Tam hoàng sao con buồn bã vậy? Bẩm mẫu hậu, con cũng đã lo xong, để hai anh và chị con thi trước. Dạ, con lớn nhất xin dâng mâm cơm cho phụ vương và mẫu hậu ngự tường. Được, đưa đến đây ngay. Hoàng hậu hãy cùng ta thưởng thức. Hậu, hậu thấy thế nào? Tâu bệ hạ mặn quá. Dương phi, sao phụ vương và mẫu hậu lắc đầu nhăn mặt kìa? Thiếp nấu ăn ngon lắm mà, sao kỳ lạ vậy? Dương phi, công dung ngôn hạnh của con là như thế hay sao? Mẹ không thể hiểu, nữ công con quá dụng, cho phép hai con dùng thử. Dạ, con xin vô lễ. Trời ơi, sao mặn quá vậy nè? Trời ơi, ai hại thiếp với chị? Tâu phụ vương và mẫu hậu, đến lượt hai con. Ta cho phép. Dương phi. Dạ. Dương phi à, phụ hoàng và mẫu hậu cười kìa. Chỉ biết là thức ăn ngon lắm mà. Hoàng hậu hãy phán lời thay chậm. Các con ơi, mẹ không biết nói làm sao, chả phụng với nem rồng mà ngọt ngào quá, không thể nào dùng nổi. Trường Phi. Trời ơi, Phi nấu cơm chứ đâu phải nấu chè. Tiếp đủ đầy nữ hạnh công dung, phải có cả cáo chát mới xảy ra như thế. Còn Tam hoàng, đã đến lượt con. Dạ, xin tuân lệnh, con sẽ đưa cơm vào trình phụ vương và mẫu hậu. Bãi thi giữa chốn cung.
rồng. Đừng sao thịt nồi da mà tám cảnh đau lòng, ngôi nhất phẩm Dương Phi xin nhường thay chi. Con đã khổ nhiều rồi hãy nghĩ lại mà thương. Trời ơi, mái áo lông bào cứ dương phụ với mẫu nương, cái kéo cầm không nổi phương nào mà mái với cha. Anh chị hãy bỏ qua em nỗi ơn đau cả, so sánh được cùng ai với em quá quê. Tam hoàng con, phụ dương rất thông hiểu lòng con nhân hậu, đức độ này soi thấu cả hoàng gia. Nhưng là mẹ cha phải đại lượng công bình, con cần phải rõ tình hiểu ý. Riêng vợ con dù là hàng thôn nữ nhưng đoan trang thùy mỹ, nếu giả thẳng ngay miệng trí sẽ thành công. Các con ơi, chuyện giữ thi là hoàng tộc tâm đồng, chứ không phải thù nghịch mà để lòng xấu hiển nghe con. Chúng con xin vâng lời mẫu hậu, hãy nghe ta phán. 3 hôm nữa nơi nỗi cung ta chờ đợi, các con vào dân ngáo lông bào, bằng công tâm đẹp xấu ra sao, chừng đó trẫm sẽ phán quyết ngôi Dương Phi nhất phẩm. Tuân lệnh phụ hoàng. Hoàng tử và Dương Phi, chẳng hay mời tôi đến đây có hữu sự gì? Vừa qua nơi triều ca chúng tôi hoàn toàn thất bại, mâm cơm ngon giờ chốt lại khác thường. Chuyện nữ công nhờ trợ giúp của công nương, nhưng sao vào điện chánh là thua phượng hạ tiễn mới là tích đó chứ. Sao lạ kìa. À, theo tôi nghĩ chắc tam hoàng đã có người giúp sức, chứ có lý nào công chúa Ngọc Lan lại thua trí kẻ bần chân. Tôi ước lòng mới tâu với thánh quân thì mai áo lông bào nè không phải đo mà mặc vào vừa đẹp. Nếu lần thứ hai thất bại thì nhục nhã này biết rửa mấy sông. Bẩm công nương, công nương có cách nào giúp chúng tôi được không? Chúng ta cần hợp sức cho nàng tròn ước nguyện. Chỉ còn có một cách, tôi phải trở về sở quốc cùng Tạ Hầu Đôn tướng soái luyện mã binh, giống trống phất cờ, gió ngựa cuồng chinh, sang hỏi tội tam hoàng minh quốc. Nếu như thế thì can quá đột biến. Xin chúng tôi phận số sẽ ra sao? Các người đừng lo, hãy theo kế của tôi. Tôi có nghe nói nàng út người nhỏ bé, nếu lần thi áo này thất bại, nhất nhị Dương Phi hãy yêu cầu thi sắc đẹp. Riêng nhất nhị hoàng dựng lên vua Minh, thợ khiêu chiến của sở bang, đó là hai mặt ta tấn công. Một thì sắc đẹp thì vợ tam hoàng sẽ thất bại. Hai, binh sở quốc phủ dây thì hai ông tâu vua Minh hãy để tam hoàng ra chiến trận đối đầu. Vì chế các công nương mà chọn gái quê mùa, chừng đó nơi Trường Sa tôi và tam hoàng sẽ đối diện. Chàng là người thảo gái dạng hiếu trọn trung, muốn dân sinh khỏi cảnh khôn cùng thì chàng sẽ xa nàng thôn nữ mà sánh duyên với Ngọc Lan sở quốc. Hay lắm, hay lắm. Thật là diệu kế. Xin chúc công nương hoàn thành tơ dương duyên bén lượn nửa nước sở trao người. Thôi tấm lòng chúng thủy có một không hai, mà tam hoàng để tính sai. Em chắc chắn em nhìn thấy con nhà quê hèn mạt sẽ phải chịu đau buồn. Để đền cái tội đèo bồng dôi, cào cho nó té nặng mới đau. Hộ công nương đại trang xinh đẹp, tài sắc chẳng thua ai há lại thất bại sao? Thôi tam giả từ em sẽ gặp nhau, tôi trở về giấy đồng minh đau. Giàn thảo không lẫn lộn cho sắc cầm tương hội, tờ cam kết xin ghi
cho đỗ tam hoàng. Riêng con thôn nữ sẽ lễ tràng khúc phần. Nàng Út, kìa, có chuyện gì khủng khiếp kinh hoàng đang yên giấc, tại sao nàng sợ hãi? Chàng ơi, kiếp nằm mơ thấy nhị huynh cùng nhị tẩu bài mưu sâu tô trên phủ mẫu. Thế nào? Cho hoa tàn phai chuông thâm cùng, chàng ơi xin nói cho em thường đó điềm chi. Bởi hai anh chị mình chẳng thương, còn bài đã lắm điều áo lòng bào không đó phải mai thêm gấm đào hồng cần dừa quang nương. Rối lắm sâu nào đâu dám nói ra, ôi sao ai ác tâm nở gieo trái ngang thân hồng, để cho đôi ta trang lệ vinh sang không mong. Úng ơi nói sao bây giờ, vì do căn số áo vua mai liền trình tâu, nếu không từng khổ mình lòng em rối như tờ, biết ai cứ qua tai nạn buồn phần tiên cảnh tạo nghiệp duyên nên đành phải trứng chuyên để đền tôi lôi. Nhưng lòng nhân hậu thủy chung thay lời sám hối, ta sẽ giúp cho ai gỡ rối tơ sầu. Xin cảm đội ơn trên đã chứng và nguyện cầu. Tam hoàng ơi ngọc kim kê biến thành mắm đã vẹn lòng thương, phủ phục cúi đầu đáp tạ tiên đồng, cầu khẩn giúp chúng tôi can thường đừng chia biệt. Nạn khổ sẽ vượt qua đền bù lòng tha thiết, hạnh phúc lần vàng son bất diệt đến hai người. Ngọc Như Ý sẽ thay áo long bào và mãng phụng, kim thoa giữ bên mình chờ biến đổi đời tiên. Sử dụng diệt quân thù cho dân quốc bình yên, lo thần nước ngọc đổi lớp tiên cho nàng. Đa tạ tiên đồng. Nhớ Ngọc Như Ý đặt ra sẽ có hai áo lân bào và mãn phụng, còn kim thoa biến thành đờn tiên chờ đợi diễn thù. Là lọ nước thần, khi nào thi sắc đẹp hãy đem ra sử dụng. Ta nhắc hai người nhớ lấy tình thương xóa bỏ hận thù, nếu hiềm chuyện cũ trọn đời dương hòa. Ta sẽ giúp hai người mọi chuyện thành công, xin từ biệt cảm đổi tiên đồng. Mai có tiền giúp ta giờ đây, nàng ơi từ nay mình hết đau buồn. Thôi đến nơi cùng đình canh áo
kỳ vậy? Sao không có cái thân sao? Trời ơi, rõ ràng có mà. Mai xong chàng thấy rồi, chàng còn khen tuyệt hảo mà. Nhĩ hoàng và Dương Phi dân nào? Sao kỳ vậy nè? Rõ ràng ta thấy có tay mà. Tam hoàng dân áo xin tuân lệnh. Phụng rất đẹp xinh, minh trào ta chưa ai thiêu kích được. Vợ tam hoàng đáng được phong quyền tước, hai dâu ta còn muốn tấu trình chi? Ngôn tàu tam dương phi quả xứng đáng giữa triều nghi, nếu dung nhan đó phương phi diễm lệ. Dạ, thi sắc đẹp với bài nữ chính bệ, tất cả hoàn toàn con bái phục nhường ngay. Tất cả hãy giết tôi đi chứ đừng bày vẽ chuyện lá lai. Trời ơi, thi sắc đẹp. Trời ơi, thôi, thôi đừng đày đọa tôi nữa. Tam hoàng con, đã đến lúc vợ con cần lộ diện. Kìa, có chuyện gì khiến tẻ buồn lo? Phẫn cơ hàng đều được thứ tha cho, dưỡng phi nhất phẩm phải để mọi người nhìn ngó cho con. Nhìn ngó? Trời ơi. Chưa hết đâu, Tâu Phủ Dương cùng mẫu hậu, con mới nhận được tin từ biên ải, Sở Hoàng Dương mới hạ chiến thư, kẻo muôn binh giống trống bất ngờ, sang Minh Quốc giao tranh gây hấn. Đưa ta xem. Trời ơi, nguy rồi. Công đường gì sở bàn gì cùng quân binh tướng đông hùng cường, Minh Quốc gây chiến trình mong uy báo tan đi vào tam hoàng. Công không thể dứt tình con, cán nước mất nhà tan, đánh nó tâm sao để nguy tam hoàng. Con biết trước gì em nỡ chê chữ hầu nên khó thân. À người giờ biết sao lo phương gì Minh Quốc không nguy nan. Đau lòng thay chưa xót quá trời ơi, toàn dân khổ đau vì tôi biết sao thà cam nát thân đền ơn. Bởi em nỡ chê khen chuyện cho chưa quốc đang tiến công triều đình. Tam hoàng xa chốn hoàng lướt dẫm đến biên cương, khi chưa từng cởi ngựa cầm thương xa trường hò hét giặc. Cùng chung quyết thống mẹ cha, sao người bài ký ngặt chặt đức nghĩa anh em không quằn thắt nghi thâm tình. Vì yêu nước thương dân hay vì
chung đinh cung đình. Ta còn hiển diện ở nơi đây mà nồi da sáo thịt cốt chục xe tương tàn gì ích kỷ tham lam. Giặc tiến đến xa trường thì đã có võ quan hưởng lộc chúa giang sang tới chu toàn cho cương thầu. Sau tiếng cử em mình làm bia tuôn mau đổ thẹn mặt với núi sông và tuổi hố phận làm đời. Tâu Hồ Dương xin hãy dằn cơn thịnh nộ, vì sở quốc đòi tam hoàng chứ nào phải vô cô. Nghĩa đệ huynh cũng thương cảm héo ho, biết đâu thấy em con sở ban lui quân chiến. Lui quân chiến quân kiến hai lòng anh triệt dương tay biên. Khi tại tam hoàng công tương kiến giao loan, làm dở gian cho công chúa chư hầu. Có tam hoàng chăm dứt binh đào hay minh quốc phủ tan sầu. Trời ơi một cội sanh lá rụng qua rơi, hai con có sướng vui vì mỗi kẻ mỗi nơi. Bài chuyện tính toán chi mà buông lời tiếng cử, huynh đệ chẳng thương nhau còn thua loại thu dữ. Là học cách văn chương sao quên chữ thâm tình. Lời mẫu hậu là khuôn vàng thước ngọc, khắc sâu vào tim óc kẻ lầm sai. Chúng con thề hết giả thảo ngay, chuyện chinh chiến phận hồng không dám biết. Tâu Phụ Dương mẫu hậu, con rất cảm đổi ơn sâu trời biển của cha mẹ già đã rõ thấu nghĩa tình con. Nhị huynh vì dẫn mạng của nước non, cũng tại trẻ không lo tròn bề hôn thôi. Để minh quốc dương vào vòng rách rối, khi sở hoàng vội vã tiến quân sang. Xin cho con đọc mà đến biên quan, đức tài nhân hậu giang sang hiền lành. Ta không thể cho con hy sinh liều sanh mạng, đừng để tre tàn đổ lệ khóc măng non. Nếu không chấp đi nhận lời con, thà là quý mạng nước non đền tròn. Ta hoàng! Nếu con chí quyết, Phụ Vương cũng nén lòng, ta cấp cho con 10 vạn binh rồng. Phụ Vương, đừng làm thể hao công quân sĩ, con văn điền đấu khiển tương điều binh. Vợ chồng con sẽ thuyết phục nghĩa tình, biết đâu trời thương xót chiến chinh chấm dứt. Tam hoàng con, ta cầu chúc cho con yên lành chốn biên cương. Ôi xót thương đời con thế bao đắng cay dương giàu. Nhìn đời con cha nát tan vàng bào, thương té thơ hết và thân tình trung quân. Chúc anh chúc chúc em may mắn về vui thăm tình nhau. Trẻ thơ giá từ biên cương, lứa sông trừ gió tông mịt mù
quân sĩ chạy vào dây bốn cửa, đứa nào giác cổng thành đội tam hoàng trận địa giao tranh đối diện với công chúa Ngọc Lan và tả hồ Thôn Nguyên Soái. Tưởng giặc nào xa lạ, ngờ đâu là công chúa Ngọc Lan và tả hầu Đôn. Quán phù chi mà nàng kéo binh sang, toàn tâm chiếm Minh Bang đại quốc. Chuyện sanh tử trong đường tơ kẻ tóc, thế mà nhà ngươi lại khéo léo dở lời, chế công nương các nước giả hững hờ, lại chọn phường hạ tiện kết tình chồng vợ. Mối nhục ấy ta xem như là căn nợ, nên ta kéo binh sang để đòi lại chuyện trả dây. Có tài cao phải xuất trận ngay, bằng bất lực nơi này phải nạt mạng. Xin lỗi, ngài tước phạm gì nơi sở quốc? Ta tả hầu Đỗ Nguyên Soái sở bàn. Tôi từng nghe danh tả hầu Đôn tướng soái, tài lễ lừng có một không hai, riêng sở ban và Minh quốc xưa nay không quán thù, thì sao lại tiến nghi quân chiến tranh làm chi để cho ngàn dân dương đau buồn lụy thân. Ta rất cảm kích lời thay, nhưng nga cùng quân ơn chúa vì lần ta thấy gì đất nước non sông quyết đem về sở quốc chiến công. Không nên nói thêm bao câu nghĩa ân, thêm tức cho người dòng ân, mẹ chi gái quê đem tâm trắng về công chúa chữ hầu xưa kia. Mối nhục chẳng hề phai, ta ra tâm từ nay, tam hoàng tử hãy mau mau quy hàng ngày. Lời tôi cầu khuyên vài câu, công nương sở quốc thương tình, mau rút quân quay về để an toàn dân. Kìa, ta nghe văng vẳng tiếng người con gái, có phải chăng là hôn phối của tam hoàng? Lời dịu dàng mong thuyết phục sở ban, nếu muốn tránh đổ máu, ta sẽ đưa ra hai điều kiện. Điều thứ nhất, phải khuất phục được tả hầu Đỗ Nguyên Soái. Điều thứ hai, Ngọc Lan này sẽ sắp bài thế trận giữa môn binh. Nếu muốn cho hai nước yên bình, thì hãy phá trận, tôi cam lòng chiến bại. Tôi xin thỉnh ý lời công chúa, nếu hai điều kiện nàng giao tôi hoàn thành, mong đó hãy giữ lời. Đại trưởng phu đã quyết thì chẳng đổi lời. Đá tạ, tôi muốn thưa chuyện cùng tả hầu Đôn Nguyên Soái. Tạ đây, nàng muốn nói chuyện gì? Thiếp có nghe danh tả hầu Đôn Nguyên Soái, chẳng những cao tài lại thêm ăn khỏe lạ thường, không ai bì kịp. Đã nghe danh ta rồi, nàng định lẽ nào? Tôi chỉ có một nồi cơm bé nhỏ mà thôi, nếu tạ nguyên soái ăn hết không còn, chúng tôi sẽ hạ mình làm tiểu quốc và giao tam hoàng cho công chúa sở ban. Đất nước của ngài là đại quốc giang sơn. Hãy mang cơm ra liền, ta sẽ cho biết tay, sở quốc sẽ là đại quốc hôm nay. Gặp tạ hầu Đôn, đó sẽ chạy ra dài. Quân sĩ, hãy mang nồi cơm đến Nguyên Nhung. Nồi cơm bé nhỏ thế này. Công nương ơi, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Mời Nguyên Soái dùng cơm. Được, để nó cho ta. Sao cơm còn mãi thế? Công nương yên tâm, tôi cũng sẽ hết thôi, để tôi ăn. Nguyên Soái, ngài thấy thế nào? Quá có tài yêu, mau công nương mau sắp bài thế trận. Quân sĩ lập trận. Hãy lấy kim thoa phá trận.
phục đau thương buồn kim giữa sang trường. Rõ ràng thế Phật tiên nữ không thể xem thường, hãy giết ta đi, ta đã cùng đường yêu thế, rõ quan sẽ điều tàn trang lệ cả toàn dân. Không, nàng là kẻ có tài không thể bại thiệt thân, hai nước sẽ giao lâm chúng ta cùng kết bàn. Lời cao thượng khiến Ngọc Lan tôi mình hổ thẹn, thầm trách nhị dương ký không dẹn chữ thâm tình. Lời nàng vừa phân ra, xin hãy cho tôi tường bao trắng đen. Tẩu nương tôi tính toán mưu gì, tâm đang lo phiền cung đình không yên. Nhất nhị hoàng tử cùng hai dương ký rằng là yếu nữ loạn hoàng cung. Nay tận tường đối diện rõ thủy chung, cảm đoan đồng ý tinh dân tham hoàng. Thật không ngờ hai anh chị lại có lòng xấu hiểm. Đa tạ công nương đã cho tôi tường rõ dạ mưa gian. Chuyện này còn chờ lĩnh phủ hoàng. Phiền công chúa hãy cứu tỉnh Tạ Nguyên Nhung và tướng sĩ. Công nương, thắng bại thế nào? Tạ Hầu Đôn, Tam Hoàng và Dương Phi phép tài cao cả, lại có lòng rộng lượng thả chúng ta. Sao? Nếu thế thì Minh Bang Đại Quốc sang Hà, chúng tôi sẽ giao hòa làm tiểu quốc. Về quê hương dân an, giữ tâm nghĩa nhân mong chờ ngày tương giao. Nay nước cùng nhau vui liên kết không nên bận lòng. Lưu luyến nhau ta đôi trao tâm tình bằng đôi đàn, yên sang hà toàn dân vui thái an. Ước mong hai nước sẽ không còn tranh hùng, chí hùng cao qua không thể lừa dối nhau. Ân đức truyền khắp nơi, dân quốc đều nhớ ơn. Tôi ra về cánh phai. Giờ ta từ mong tái lại, lần ban qua tình ngày mai. Tâu phụ vương, trình mẫu hậu nhờ đức ân ca khúc khải hoàng, trẻ kính dân hàng thơ sở quốc. Đưa ta xem. Hậu. Dạ. Hả? Tam Hoàng con. Dạ. Con chưa từng am tường võ nghệ, do cớ nào đặt thân dễ gian? Muôn tâu, trẻ bất tài đậu khuất phục được sở ban, mà chiến công đó là do nàng Út. Nàng Út là ai? Dạ, là nàng thôn nữ đã cùng con gá nghĩa. Hôm nay nàng sẽ bái kiến mẹ cha. Được. Tổng binh khanh. Dạ. Hãy tuyên chỉ của hoàng gia, mời các vương phi thi sắc đẹp. Tâu dân. Nhất nhị vương phi ra bái mạng đức vua và hoàng hậu. Dạ, hai con kính bái phụ vương và mẫu hậu. Ta miễn lễ. Nhất nhị dâu nhan sắc tuyệt trần, còn Tam Hoàng nên đưa nàng Út vào tế kiến. Tâu dân. Út ơi, hai chị mình quá đẹp.
ta biết phải làm sao. Phụ vương và mẫu hậu bảo nàng vào, ta rối trí biết cách nào đây nàng út. Kìa Tam Hoàng, chàng đã quên rồi sao? Tiên nương đuôi lời dặn bảo, lỗ nước thần này hãy tưới xuống người em, thì chàng sẽ thấy rõ ràng chuyện là. À, suýt chút nữa ta quên. Vậy ta buông tay áo, nàng hãy bước ra, ta sẽ dùng nước thần thay đổi. Từ từ, coi chừng té em. Út ơi, nước thần ta tưới cho nàng, nếu không cởi lớp, cả hai cùng chung chết. Mỹ miều như dáng tiên thường thiên, yêu kiều xinh xắn trang đài, lòng ta mừng vui có cô dâu hiền. Hôm nay nàng Út vợ Tam Hoàng đã hiện diện giữa triều ca. Khánh Tế, hãy cho ta biết kết quả của cuộc thi sắc đẹp. Tâu phụ vương và mẫu hậu, nàng Út quả là đẹp hơn như hằng ngã dáng thế. Nhan sắc này tiên nữ phải thua nhường, rất xứng đáng là vương phi nhất phẩm. Cẩm sẽ phán quyết đúng theo lời Khánh Tể, vợ Tam Hoàng là nhất phẩm vương phi. Tế đầu giáng tả giữa triều nghi, vương phụ và mẫu hoàng giáng vạn tuế. Cuộc thi tuyển đã an nơi chính bệ, đến lượt ta phân xử kẻ tối loạn. Nhất nhĩ hoàng vương phi sao dám thông đồng cùng công chúa Sở Ban, nhận tâm khi cam đoan giáo Tam Hoàng để nhận nửa giang sang Sở Quốc. Tâu phụ vương và mẫu hậu, chứng cứ nào buộc tội tôi phản loạn? Ai nhận tâm ích kỷ vu oan? Trời ơi, đã ba lần thua nhục nhã giữa cung hoàng, nay cuộc bị mang tiếng giao Tam Hoàng cho giặc. Cầm đi, hãy xem đây chứng cứ. Trời ơi, chết rồi. Tất cả nghe ta phán đây. Tội thứ nhất, thông đồng cùng công chúa Sở xem như là phản quốc bất trung. Tội thứ hai, làm cam đoan mang em ruột mình để nhận nửa giang sơn là bất nghĩa tình thâm. Tội thứ ba, tiến cử em ra trận để Sở Quốc giết đi là hành động bất nhân. Ba tội rõ thiệt hơn, truyền đạo võ đem cả bông lăng trì nơi tam pháp. Gia quan cầu xin lòng trời biến thứ tha các anh sai lầm. Tình thâm cùng chung bên nhau bấy lâu, ai nỡ đâu lìa xa. Con chúa xót lòng khi màu hồng người anh phải đổ loạn. Che tàu quà xin hai xót thương mà tha anh khói nàng, dùng thứ cho vương phi sanh tồn. Lòng cẩm không tha, bởi lối kia tà tăng giữa nơi cung đình cho trẻ sinh.
thân con cứu người, chớ chung cho tròn thâm ân. Nhìn sâu hiểu rộng mơ mộng chuyện lầm sai gây tai hại đến cho mình. Tội con trẻ bằng non luật nước khó dung tình, lại phụ dương và mẫu hậu cầu xin tha thứ. Cha mẹ phải ưu phiền bất hiếu tử đành mà, dầu phải chết nào đâu dám tâu than. Tam hoàng hỡi đã muộn màng lời sám hối, ích kỷ tham lam đạo lý phải suy đổi. Mong em hãy thứ tha, anh sẽ đền tội lỗi. Nhị huynh ơi, nên bỏ qua tất cả, lại mẹ cha rộng lượng hãy thứ tha. Chuyện xảy ra không hư nước hại nhà, còn cứ giảng cho nhất gia hòa. Một tấm lòng nhân hậu nêu gương trong sáng, làm hổ thẹn thân quần hoa trong cung thăm gia đình. Ta mà sẽ đổi thay bền bỉ có nghĩa tình, câu nhau quả trả trái mình cảm lành. Đức hạnh đã riêng dành cho kẻ có lòng nhân, tôi nhục đã làm mình cần suy nghĩ thiệt hơn. Nào oán hờn ai chỉ cầu mong sám hối. Lòng đại lượng mẹ cha tha tứ tội, hai em hãy thương tình xóa bỏ chuyện vừa qua. Cầu kinh bái vua cha trẻ trang hòa lễ, nông cư sông nghĩa thăm tình cùng quyết thông gia. Lời trẻ kêu gào vọng thấu trời cao. Hôm giữ trên non ăn thịt con không nở, kim thượng mở lòng thương xin chớ gian. Lời thiên tử giữa cung đình nay đã quyết, khi khanh tể quần thần rõ chuyện lòng sâu. Chúng thần quỳ giữa lòng càng lành ngày nay. Đã có đủ mặt các quan tâu rồi, ta thứ tha tội chết cho các ngươi. Đội ơn phụ hoàng, nhưng phải phạt đến hoàng lăng 3 tháng đốc hương cho tiên đi chuộc tội mình. Chúng con xin tuân lệnh. Riêng tam hoàng đầy đủ đức độ anh minh, ta giao ngôi bao giữa triều đình nhiếp chính. Phụ vương, cùng nàng Úc quyền binh cai trị giữ nhân hòa, chung thủy cứu toàn dân. Hoàng hậu kề cận con khuyên bảo ân cần, để cho trẫm yên thân vào am tử. Phụ vương, hãy cho tim theo đến nơi sơn tử
lòng nhân quả sau này. Hoàng cùng con trẻ cần khó canh kề bên, luyến thương thầm tình chỉ gieo thêm buồn đau. Nhìn cha đi nát tan lòng con, nơi thắm cung điều tàn sâu, lệ rơi tình thâm đành chia. Giờ nói theo đức ân, cùng với em đồng lo trọn nước dân, chung sớ chia tình thân đã biên cãi hối, sao giờ đây ly cánh con nhớ thương muôn đời tình người cha yêu. Ôi đâu còn bóng vua nơi hoàng cung, chinh sang trắng màng nơi thiền môn vui cùng Wow.